Mến chào tất cả các cô chú anh chị cùng các bạn gần xa nha. Xin chào anh Lợi ơi. Mến chào bà con trên mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với kênh Bonsai Lợi Nguyên của em ngày hôm nay nha. Tiếp tục hôm nay là clip thứ 285 nha bà con. Giao lưu với bà con một số đồ đồng xưa và đồ gốm xưa cũ nha. Để giao lưu qua số điện thoại của em là 0772 8772 78 nha. Và đầu tiên cho em xin giới thiệu đây là mã số là 1K nha bà con, của clip 285 nha. Đây là một bộ lương năm bộ xưa nha. Đây rất là đẹp luôn nha bà con. Hàng này thì em bao tuổi đời cho bà con mình luôn nha, từ 50 năm ăn lên. Đây từ năm 60 năm nha bà con. Đây đem đo thông số và báo cho bà con mình luôn. Rồi chiều cao tổng thể luôn nha là 41. Đây hoành em đo vị trí ngay chỗ này nha là 48 nha bà con, 48 nha. Còn một chân đèn này là khoảng chiều cao là khoảng 29 thôi. Rồi đường kính cái mâm này là 16 phân nha. Đây mâm đây nha bà con. Hàng này bao tuổi đời cho bà con mình luôn nha. Đây một cặp chân đèn đây nha. Còn rất là đẹp nha bà con. Đây nguyên bộ này thì cân nặng khoảng 5,5 kg, em tính 5 kg trừ hao cho bà con mình luôn nha. Đây mặt bên trong đây bà con xem kỹ giùm em. Đây cái này những ba giới ngày xưa của người ta đổ thôi nha. Đây hàng này thì tuổi đời thì em bao cho bà con mình luôn, bảo đảm luôn. Đây bà con xem kỹ giùm em. Đây những trái đào này thì nó gời nha bà con. Đào này nó gời. Này mình chà đánh bóng lên rất là sáng. Có bốn cái chân nó bị mòn nha. Bà con mình xem kỹ giùm em, thời gian lâu ngày cho nên bốn cái chân này thôi. Bà con mình xem kỹ giùm em nha. Đây chân đế đây. Rất là đẹp nha bà con. Đây, kỳ lân này là cũng gời luôn. Đây kỳ lân này gời nha. Đây bao lưu này thì em giao lưu bà con giá hữu nghị thôi nha. Đây có giá là 3 triệu 500 ngàn đồng thôi nha bà con. Đây giá này rất là mềm cho bà con mình luôn, về mình sưu tầm nha. Lưu này tuổi đời em bao cho bà con bảo đảm luôn nha. Chuẩn xưa nha bà con. Đây chuẩn xưa luôn, 3 triệu rưỡi thôi. Rồi tiếp theo mã số 2. Đây cũng là một bộ lưu luôn nha bà con, rất là đẹp luôn. Lưu này cũng rất là xưa nha. Hàng nào xưa thì em sẽ báo cho bà con mình. Rồi để lại đi. Đây rất đẹp nha bà con. Rồi chiều cao này nha bà con, tổng thể là 42. Đây hoành bụng này là 64 nha. Còn chiều cao chân đèn là 35. Rồi đường kính này là 19. Rất là đẹp nha bà con. Hàng này thì về rồi bà con mình cứ kiểm tra đi nha. Bao cho bà con mình luôn, về đánh bóng lên nó chà rất là sáng, rất là đẹp luôn nha. Hàng xưa nha. Cân nặng là 8kg nha bà con. Đây cân nặng 8kg đúng nha. Mà trừ hao 7,5kg cũng được nha bà con. Rất là đẹp luôn nha. Đây nắp bên dưới đây nha. Đây bà con mình xem kỹ giùm em. Chân đèn đây. Đây đây nha bà con. Rất đẹp nha. Còn liên lạc thành tích cho bà con mình luôn, bảo đảm hàng xưa hàng già luôn. Hàng này là từ trên 50-60 năm nha bà con. Đây rất là đẹp. Cho em xem mặt trong nó đi. Có mặt trong thì có hai cái móc này là nó lâu ngày nó bị mòn xét kể, người ta thay cái móc ở trong thôi. Đừng, nó móc dài thôi nha. Qua cho bà con thấy rõ. Đây bà con xem giùm em. À có tái chế chỗ cái chốt cái thôi nha bà con, cái chốt cái ốc này thôi. Chị tái chế mấy cái con ốc dít lại ha. Đây cái đó thì không sao, không hề vấn đề gì nha. Rồi bộ này là em cắt 8kg nhưng mà trừ hao đi nha, còn 7,5kg nha. Đây 7,5kg thôi, giao lưu bà con bộ này có giá là 3.800.000 thôi nha bà con, 3.800.000 đồng. Hàng em sưu tầm được giá mềm thì em để giao lưu bà con giá hữu nghị, bà con mình cứ yên tâm. Còn đồ nào xưa thì em sẽ báo cho bà con mình xưa nha. Còn đồ gần đây thì em cũng sẽ báo cho bà con mình luôn. Thì tiếp theo đây là mã số 3K. Đây là một con cua đồng rất là đẹp luôn nha. Đây hàng sưu tầm nha bà con, bằng đồng nguyên chất hết luôn nha. Con cua này cân nặng tới 5kg luôn nha bà con. Đây chiều cao tổng thể em đo là 28 nha. Còn hoành đế này luôn là 54. Đây nước đồng rất là đẹp nha bà con, về mình chà đánh bóng rửa lên nữa vệ sinh lên là rất là đẹp luôn. Cua giữ tiền. Đây hoành đế này, con xem kỹ cho em. Rồi con cua này em giao lưu với bà con có giá là 2.600.000 nha. Đây con cua đồng rất nặng nha bà con, 5kg nha. Đây con cua 5kg nó già lắm rồi nha bà con. Rồi tiếp theo đến với mã số là 4K. Đây em có sưu tầm về một cây gậy gồng nha. Đây chiều dài tổng thể là 90. Đây hoành này em đo là khoảng chừng 6 phân thôi nha. Đây gậy gồng này thì mình có thể tháo rời chỗ này ra được nha bà con. Đây bằng đồng nguyên chất này mình về mình chà đánh bóng là bảo đảm bao bà con mình sáng như là bộ lư luôn. Đây cái này thì cân nặng cộng 800g thôi nha. Giá là 1.200.000 bao ship cho bà con mình luôn nha. 1.200.000 đồng. Rồi mã số 5. Đây là một con cọp nha. Đây rất là đẹp luôn nha bà con. Cọp giữ tiền nha. Ai mình thủ cọp thì
sưu tầm con cọp này về giùm em, rất hợp cho gia đình gia chủ luôn. Rồi chiều cao này là 22. Rồi hoành đế này là khoảng 38 nha. Đây, cân nặng là 2 kg nha bà con, cân nặng 2 kg. Đây con cọp nằm trên hỏi tiền nha, cọp này to nha bà con. Nó con này con to nha. Trên đế đây. Rồi mã số 5 nha, cái này giao lưu bà con giá là 1.500.000 thôi nha. 1.500.000 đồng bao ship, bao bà con mình về kiểm tra hàng, test hàng luôn. Tiếp theo là mã số 6, đây em còn cặp bình bông nha. Đây bình bông này là chanh sơn mài nha bà con. Đây con trùng trùng và bên một cây lan nhánh lan nha. Chiều cao 34, đường kính miệng là 6 phân thôi. Rồi hoành bụng tổng thể là 30. Đây có cái miệng nó bị nhâm nhâm này nha, qua thời gian 5 tháng nha bà con. Hàng này là hàng xưa cũ nha. Đây hàng 20 năm thôi. Giờ mình cắp bông lên rất đẹp luôn. Đây chanh sơn mài đế này nha, rất là đẹp này, chưa vệ sinh trà bóng là rất đẹp nha. Cặp này giao lưu bà con giá chỉ là 500.000 thôi, 500.000 một cặp thôi nha bà con. Đây giá thu hồi luôn nha. Rồi đây tiếp theo mã số 7K. Em có một cái gạt cần thuốc rất là đẹp nha. Đây, đây Việt Nam nha. Cái này là gạt cần thuốc bằng đồng nguyên chất nguyên khối nha bà con. Đây Hải Quân nha. Đây, đường kính này là 9 phân nha bà con. Chiều cao chiều dày là 4 phân. Đây bà con mình xem kỹ giùm em. Có 5 tháng sản xuất luôn, hàng này bao xưa cho bà con mình luôn. Đây lục thủy Hải Quân nha. Rồi cái này giao lưu bà con giá chỉ là 800.000 thôi nha. Nó nặng 1 kg luôn nha bà con, đồng nguyên chất nha. Nặng 1 kg nha, 800.000 thôi. Rồi tiếp theo là mã số là 8K. Đây là mông ong Phật Chi Lạc nha, rất đẹp luôn. Đây chiều cao này là 17 thôi. Đường kính này là 27. Rồi hoành nha bà con, 27 nha, Phật Chi Lạc nha. Đây mặt đế đây bà con xem kỹ giùm em. Đây có viên thỉnh Phật Di Lạc này về nha, cân nặng 1 kg 3 đi. Đây giá là 900.000 đồng thôi, bao phí cho bà con mình luôn. Đây 900.000 thôi nha. Rồi tiếp theo mã số 9. Đây ba ông Phước Lộc Thọ nha, bằng đồng nguyên chất luôn. Chiều cao này là 15, đường kính này là 33 thôi nha. Rồi hoành tổng nha bà con, hoành tổng 33 mặt trên đế đây. Đây rất đẹp nha. Rồi giá cũng 900.000 luôn nha bà con. Đây bà con mình sưu tầm về nha, 900.000 đồng thôi. Tiếp theo là mã số 10K. Đây một cái cồng chiên nha, cồng chiên Tây Nguyên luôn. Đây, hàng này tuổi đời khoảng từ 20-25 năm đổ về nha. Chiều cao là có chiều dày 4 phân nha, đường kính là 28 phân. Rất là dày nha bà con, cái này cân nặng cũng gần cả ký lô nha. Đây 1 kg đúng không? Đây 1 kg nha. Đây cồng chiên, âm thanh nghe rất là vang. Đây rất là dày, cho bà con mình về mình test kiểm tra hàng luôn nha. Đây. Rồi cái này giao lưu bà con hữu nghị thôi, giá 1.000.000 đồng thôi nha. Đây 1.000.000 đồng bao phí ship toàn quốc, bao bà con mình kiểm tra test hàng luôn. Tiếp theo là mã số 11K. Đây là một cái dĩa xưa Biên Hòa nha bà con, dĩa Bắc Tiên rất là đẹp luôn nha. Đây 8 vị tiên nha bà con, đường kính tổng thể là 51 nha. Đường kính này 51, 8 vị tiên nha. Đây hàng này thì tuổi đời tầm 20 năm đổ về thôi nha. Đây bao cho bà con mình luôn. Đây bà con mình xem kỹ giùm em. Đây rất đẹp nha. Mặt phía sau đây có một cái mọc ắn đây nha, mọc lò. Còn cái máy móc này là mình đã treo tường nha bà con. Đây bà con mình xem kỹ giùm em. Biên Hòa. Đây cái này nặng khoảng 7 kg luôn nha bà con, rất nặng nha. Đây gần 7 kg, 6 kg 8 thôi. Đây giá giao lưu bà con 3.500.000 thôi nha. Đây 3.500.000 thôi, 3.500.000 bao ship toàn quốc luôn. Hàng em giao lưu thì được giá mềm thì em sẽ để cho con mình hữu nghị. Rồi mã tiếp theo là mã số 12. Đây là một cặp bình bông Biên Hòa xưa luôn nha bà con. Đây rất là đẹp luôn nha. Đây bình rồng nha bà con. Đây bình này là sông Long Trân Châu, rất là đẹp nha. Đây bà con mình xem kỹ giùm em, một cặp một đôi luôn. Đây hàng này tuổi đời cũng tầm từ 20 năm thôi, 20-25 năm đổ về thôi nha. Chiều cao tổng thể là 39 nha bà con. Rồi đường kính miệng này là 15. Hoành cổ vị trí này em đo là 32 nha. Còn hoành bụng này khoảng là 60 đi. Đây 60 nha, gồng nắp nổi rất đẹp luôn nha bà con. Đây bà con xem kỹ giùm em. Đây rất là đẹp nha bà con, sông Long Trân Châu. Đây mặt chân đế đây, đều lành tích liền lạc, không hề bị tốc gió hoặc là chốc mẻ chỗ nào nha bà con. Bảo đảm bà con mình luôn nha. Về mình kiểm tra hàng nha. Đây mặt bình đây, một cặp này thì em giao lưu bà con giá là 3.200.000 nha, 3.200.000 thôi. Một cái là chỉ có 1.600.000 thôi nha bà con.
giá hữu nghị cho bà con mình luôn nha. Cái mới giờ cũng tầm 1 triệu ngoài rồi nha bà con. Đây, rồi đến với mã tiếp theo là mã số 13K. Đây một bộ tách trà nha bà con. Rất là đẹp luôn, dòng rất sang lịch sự nha. Đây, tách trà này là gốm Bát Tràng nha. Có sao thì mới vậy gắt gốm Bát Tràng bây giờ nha bà con. Đây. Chiều cao bình trà này khoảng là 10 11 phân đi nha. Chiều dài là 17. Tổng cái hoành bình này là khoảng 30 36 phân thôi. Đây làm tích liền lạc hết luôn nha bà con. Còn cái đường kính ly này khoảng 5 phân. Đây còn dĩa là khoảng 10 phân thôi. Đây tích này là tích là thất hiền nha bà con, tích thất hiền nha. Đây 6 ly 6 dĩa. Một cái bát này đây nha. Con xem giùm em. Có luôn cái khai không anh? Có luôn khai bao cho bà con mình luôn. Tặng bà con cái khai ha, mua bộ trà tặng khai không? Mua cài tặng cái khai cho bà con luôn. Có giá là 800 ngàn thôi. Đây 800 ngàn luôn, bao gồm khai cho bà con mình luôn nha. Giá quá rẻ nha bà con. Rồi, tiếp theo. Đây mã số 14 nha. Đây là một cây đèn dầu Pháp nha bà con. Rất là đẹp nha, bằng đèn luôn, gỗ bằng đồng nguyên chất luôn nha. Rồi, chiều cao tổng thể em đo là 73. Đây. Hoành bầu này là 43 nha. Còn hoành đế dưới này là 41. Rất là đẹp luôn nha, bằng đồng nguyên chất hết luôn nha, bao bà con mình test nha. Rất đẹp nha. Đây bao bà con mình là hàng của Pháp xưa, chỉ có ống khói là khoảng khói ghim thôi nha. Đây ống khói này thì bây giờ ống khói ghim của nó thì lâu ngày nên nó cũng đã mắc tích rồi nha bà con. Rất là đẹp luôn, bà con xem kỹ giùm em. Mình để dầu vô mình xài thôi. Đây này tim nó dặn lên đây nha. Đây xài bình thường. Rất là đẹp nha bà con. Cái này thì giao lưu bà con nha. Có giá là 4 triệu 800 ngàn nha. Cân nặng khoảng 3,2 kg. Đây 4 triệu 800 ngàn thôi, đồng nguyên chất nha. Có thay cái con ốc mới ha. Có mấy cái này ốc mới, thời gian lâu tao thay cái đó thôi. Đây rất là đẹp luôn nha bà con. Rồi tiếp theo là đến với mã số 15K. Đây em còn một cái trò nha bà con, trò gồng ba đầu rất đẹp nha bà con. Trò này hàng của Nguyên Hòa xưa luôn, hàng chỉnh xưa bao cho bà con mình luôn nha. Chiều cao này là 32. Đường kính miệng này là 22 phủ bì luôn nha. Bình tổng là 70 đi nha. Rất đẹp nha bà con, hàng làm tích nha. Đây gốm Biên Hòa xưa, hàng này em bao cho bà con tuổi đời mình từ 40 năm 50 năm ăn lên luôn. Đây cái nước men của nó là rất là già rồi, bà con mình dòm biết nha. Đây mặt chân đế đây. Đây lên cho quy hoạch liên lạc thành tích. Cái này giao lưu bà con giá 1 triệu đồng thôi nha. Đây 1 triệu đồng bao ship toàn quốc luôn. Rồi mã tiếp theo là mã số là 16K. Đây cũng là cuối clip ngày hôm nay nha. Một cái bình voi. Đây gốm Biên Hòa luôn. Chiều cao là 14 nha. Hoành bụng tổng thể là 34. Đây chậu cao rất là đẹp nha bà con. Này nó cũng già lắm rồi nha, lên giao quy hết rồi. Đây rất là đẹp luôn nha, làm tích liền lạc nha bà con. Đây cái này không hề chút xíu thôi, không hề sao nha. Đây. Cái này giao lưu bà con giá chỉ 500 ngàn thôi. Đây hàng sưu tầm nha, hàng này thì cũng già đời lắm nha bà con. Đây 500 ngàn bao ship toàn quốc luôn. Đây cũng là tác phẩm cuối clip ngày hôm nay nha. Cây Kiển Lê Nguyên cũng xin mến chào bà con. Rất cảm ơn bà con thời gian vừa rồi đã xem kênh, ủng hộ kênh nha. Bà con nhớ bấm like, share và đăng ký để nhận thêm những clip mới và những mặt hàng mới về giao lưu cùng bà con mình nha. Xin kính chào, hẹn gặp lại. Thân ái mến chào, tạm biệt quý bà con nha. Và hẹn gặp lại quý bà con vào những clip mới nhất tiếp theo của kênh chúng em ha. Vào buổi trưa và buổi tối như thường lệ nha bà con. Xin trân trọng cảm ơn và chào tạm biệt ạ.